Ngày 2 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La đã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố lần thứ tư năm học 2023-2024. Tham gia hội thi năm nay có 39 thầy giáo, cô giáo, đại diện cho giáo viên chủ nhiệm các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các giáo viên tham gia hội thi sẽ trải qua hai phần, thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc và thi thực hành dạy một tiết tổ chức hoạt động giáo dục với một tiết sinh hoạt lớp hoặc một tiết hoạt động trải nghiệm. Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến về công tác chủ nhiệm lớp, đồng thời công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện khuyến khích động viên tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện tự học sáng tạo phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục